Con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bị soạn giả thân thiết của ba mình đòi tiền quyên góp, chuyện gì đây? Soạn giả Văn Tiên đã công khai đòi con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tiền quyên góp là 5.000 đô. Mới đây trên mạng xã hội TikTok, soạn giả Văn Tiên, một người đồng nghiệp thân thiết của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã đăng đoạn clip đòi tiền con của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Nữ soạn giả cho biết, cô đợi hoàn thành 100 ngày cúng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ liên hệ gặp Hồng Loan đòi lại số tiền 5.000 đô mà khán giả ở hải ngoại quyên góp làm mộ cho Vũ Linh. Tuy nhiên, cư dân mạng phản ứng dữ dội vì màn đòi tiền này của soạn giả Văn Tiên. Họ cho rằng Hồng Loan không phải người đứng ra kêu gọi quyên góp và không hề nhận tiền thì trách nhiệm hoàn lại tiền không thể thuộc về cô. Đa số ý kiến cho rằng người nào trong gia đình cố nghệ sĩ đứng ra nhận tiền quyên góp thì nên đứng ra mà nói chuyện rõ ràng. Về phía Hồng Loan, cô cùng gia đình nhỏ đã lên mộ ba mình ở nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương để dọn dẹp. Khi nhận được những lời hỏi thăm của các khán giả, Hồng Loan chia sẻ: "Tôi rất vui gửi lời cảm ơn đến anh chị cô chú bác gần xa yêu mến ba và gia đình ba và tôi. Tôi rất vui không biết nói gì nữa."